Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây, hôm nay mình sẽ đi xem bonsai gần nhà nha các bạn. Núi này gần nhà mình. Trời rất là nắng luôn. Mình đi vào đây cho nó tiện. Chỗ đây đợt trước mình thấy rất nhiều cây chùm mồi nên là hôm nay mình sẽ ghé vào tìm vài cây nha. Cảnh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Chỗ này này mình mới xuống mình thấy có cây chùm rậm này các bạn. Có chỗ họ kêu là cây bùm sẫm. Chỗ mình này kêu gọi là cây chùm rậm. Cây chùm rậm nó không có được to các bạn. Ngón cái cắn á. Nên là mình sẽ không lấy nha. Chỗ đây cũng có một cây gân tu hú này. Đây nè. Gân tu hú thì trên mình rất là nhiều. Mình mới đi qua chỗ cái hồ này các bạn. Mình mới thấy được mấy cây chòi mồi đứng luôn. Có nhỏ nhỏ rất là nhiều. Có hai cây bự bự để mình coi, mình quay lại mình quay cho các bạn coi nha. Nhỏ nhỏ không các bạn ơi. Nhỏ nhỏ rất là nhiều. Cây chòi mồi đây nó chín này, trái đen đen các bạn. Hình nó chua chua ngọt ngọt. Này rồi có hai cây bự bự này. Rồi mình sẽ tí cái gì không có cây nào nữa, chắc mình sẽ đào hai cái đây nha các bạn. Này. Nó lên cũng trụ điện không, nhưng mà đã vô đây thì cũng đào vài cây cho các bạn coi luôn. Cây này với đây được cây này này, cây này đẹp này. Cây này thấy u cục cục mà không biết dưới cái bộ đớ sao. Tí nữa mình sẽ đào hai cây này nha. Để mình coi thử còn cái nào nữa không. Không có thì mình sẽ quay lại đào hai cái này. Cho nắng quá. Chỗ này có cây gân tu hú người ta cũng moi nè các bạn. Cây bự nhưng mà chắc là đứa xấu quá người ta không lấy. Rồi moi này. Rồi mình sẽ tiến hành đào cái cây này, hai cái này cho các bạn coi nha. Các bạn coi xem cho vui nha. Thank you.
mới thấy được một cây rồi bạn, còn cái cây nhỏ nhỏ ở đây mình thấy nó dáng đổ đổ mình cũng đào luôn nha. Gần đến đây cây nho xí rồi, mình lại mình đào về kia nữa. Lấy quay nãy giờ nó cũng sắp lên rồi nè các bạn. Chắc mình đào xong cái này mình lên mình lại chỗ mát mình vừa cho các bạn coi luôn ha. Các bạn coi ha. Rồi lên rồi nè. Rồi mình sẽ sửa một cây cho các bạn coi rồi mình đi về nha. Chứ nắng quá các bạn ơi. Mình không có đem nước. Tại mình vô mình đào một hai cây mình đi về liền mà. Nên là mình không có đem nước nên cắt nước quá các bạn. Tại mình cắt mình sửa các bạn coi xem chơi nha. Có gì các bạn cứ góp ý với mình ha.
Mình cưa đứt cái này nữa chắc là xong rồi các bạn. Cái này nó cũng dài thôi, không dễ được nữa. Cái này chắc rớt bánh gì nè, mình coi lại thử còn cái nào khác không. Xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bonsai Tự Nhiên của mình. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.